Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Thưa toàn thể quý vị, tôi tên Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1960. Tôi đã bị chứng rối loạn tiền đình cách đây cũng gần 20 năm. Cứ là hồi mới thì khoảng 3-4 tháng thì nó trở lại, nhưng mà cái lúc gần đây là nó hay trở lại. Thời điểm mà mất ngủ để gây đến một cái rối loạn tiền đình, cái chuyện đó rất là nhiều. Và chúng ta dùng nhiều thuốc ngủ, nhưng cũng may là chị này chị dùng những cái lúa thuốc mà đông y. Thì bây giờ tôi góp ý chị là cái phương pháp của mình thì có cái phương pháp trường đá nóng. Thì sau đó mình sẽ sử dụng hai cục đá nóng, mình bỏ vô lò vi sóng. Chút xíu tôi hướng dẫn, tôi có đem lò vi sóng cho mọi người xem. Và để hai cục đá vào đó, và chúng ta sẽ trường đúng ngay vùng gan. Và sau khi ta trường xong á, thì chúng ta lấy cái mền chúng ta đắp. Thì tối chị ngủ 9 giờ chị trường được rồi, khoảng đến 11 giờ, nhưng mà thường thường trường nửa tiếng tới tiếng chị ngủ rồi. Cái chứng này nó cũng quan trọng, có thể là nó cũng ảnh hưởng tới cái rối loạn tiền đình. Nhưng mất ngủ là tôi bị tê tay cái tay khoảng gần 30 năm. Là tê tay sao? Dạ, tê là ví dụ như mà đi xe thì nó tê. Thì sau này á, đi khám, đi điện cơ và điện tim á, thì nói chung là cái cổ tay thì không, hồi đầu có, sau này thì đi trở lại hai lần nữa là nó không bị cái cổ tay, mà là chắc là do cái thoái hóa đốt sống cổ. Đúng rồi. Đó, dạ, chắc là do cái thoái hóa đốt sống cổ nó làm cho chèn cái dây thần kinh nào ở chỗ cổ đó không biết, mà nó vừa bị mất ngủ và lại vừa bị rối loạn tiền đình thì nó cũng ảnh hưởng đến. Chao, cái đầu tôi cũng chắc là con này nóng chút xíu. Thế như vậy khi nóng chút xíu cái đầu tối nó như gấp xoáy và đồng thời kèm theo ói rất là nhiều. Thế là cứ tưởng nó thức ăn. Thế nhưng mà cuối cùng mới đi cấp cứu trong bệnh viện thì cách đây một tháng thì là bác sĩ nó định bệnh là bị cứ là bệnh nhi sinh năm 2008 là có hai cái gì chứng mất ngủ. Nhiều khi đêm thức trắng đêm mà mình ngủ được không ít thì ở nhà tôi cũng không dám xài thuốc tây, cứ xài thuốc thuốc tan, mình thấy thuốc minusa nó cứ thường xuyên xài thuốc á thì thấy nó cũng ngủ được chút chút, nhưng mà muốn riết thời gian nó cũng là thôi. Đã 6 tuổi thì tôi bị cái chứng rối loạn tiền đình này cũng khoảng 17 năm, mà lúc đó là cứ một năm là phải vô cấp cứu một lần nó xoay chóng mặt như vậy đó, thì vô bệnh viện cấp cứu là chích thuốc với lại trị liệu viện cho lại 2-3 ngày đi về. Sau đó thì tôi mới tập đi bộ, thì một ngày đi bộ nửa tiếng, thì khoảng chừng 10 năm nay thì tôi không có bị những cái chứng mà chóng mặt cấp như vậy nữa. Nhưng mà khoảng chừng 6 tháng lại trở đây á, thì là đầu của nó cũng cứ lưng lưng như vậy. Mình đi bộ thì cảm giác nó cứ giống như ngã nghiêng như xe lộn. Thì vừa bị cái đường tiếp 2, đường 3 cái cảm giác hấn đó. Bây giờ thì thỉnh thoảng nó chỉ khi nào mà làm việc với máy tính nhiều thì bắt đầu là cảm giác là nó không có nói. Và nằm thì nhìn lên trần nhà, là cái trần nhà nó cứ quay màu hồng. Nó quay màu hồng, thậm chí không dám ngủ, sợ ngủ chết. Tôi tên là Trung Hợp, 57 tuổi. Tôi bị 4 tháng cái triệu chứng này là coi như bây giờ con người là nó cứ chán chán vào đầu nữa mà đi là phải đi cẩn thận, nó lúc nào nó cũng chúi mà nó mà mình đánh răng mà rửa mặt là nó không tay được chứ sợ thì cũng đầu. Cả số xe và dừng lại ói
hết, tự nhiên hết, không biết là đó là cái đó. Sau này xem sách vở này biết, nhưng mà tôi không hoàn toàn không chữa. Tôi thời gian này tôi chỉ thỉnh thoảng, nếu mà thiếu ngủ thì ban ngày thì tôi chóng mặt, với đi xe thì sẽ là xe xe. Đó là chứng bệnh đó. Tinh thần 52 tuổi, khoảng cách đây khoảng mấy năm thì có cái chứng bệnh là say sẩm hàng ngày, nôn. Đến thì sau khi đưa đi cấp cứu thì nói là không ngủ được, thức tới sáng luôn. Ngày này qua ngày kia cứ chiều chiều thì ngủ chừng 2-3 tiếng. Dạ, rồi mất cái chứng hay quên, đi tắm rồi. Giờ về một đề 1 tuổi à, về tình trạng của tôi thì cũng bị chứng rối loạn tiền đình, nhưng mà cái triệu chứng rõ nhất hết là mất ngủ và say sẩm choáng váng. 6 tuổi là em bị chứng rối loạn tiền đình cách đây 4 năm rồi. Thì hồi đó thì lần đầu tiên bị thì thấy rất là nặng, đang ngồi thì tự nhiên thấy nó say sẩm, xong rồi nó buồn nôn, rồi nó nôn luôn, rồi tự nhiên khó thở mà. Thế là em cũng không hiểu cái gì thì phải đi cấp cứu liền. Đỡ nhưng mà không biết nó đỡ lúc này rồi về nó có bị đau nữa. Cứ sáng ngày thức dậy cái này nó đau sáng cái gì đau mà nãy giờ bác để cho bác thấy để dễ chịu đấy, thấy dễ chịu thôi. Nó giảm đau mà. Nhưng mà ngồi xuống đứng lên không được. Ở đây là ngồi xuống đứng lên thử. Đấy, ngồi xuống đứng lên thôi đây. Đấy, con lên. Rồi trườn đá ra giờ thì thấy nó có chảy chỗ. Nó đợi ra. Nghe nhẹ hơn nha. Thấy nó nhẹ hơn. Như vậy á, là trong cái điều, cái điều chỉnh của cái phương pháp thập nhị duy tâm á, là mục đích cũng là bơm máu lên đó. Chút xíu chúng tôi hướng dẫn mọi người làm cái bài tập đó và mọi người sẽ thấy dễ chịu liền. Do đó là nếu như mà chúng ta biết, chúng ta học, chúng ta sử dụng cái cách đó thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Bởi vì thực ra là khi mà mình bị một cái rối loạn tiền đình mình đã biết rồi đó, thì trước sau gì nó cũng sẽ trở lại với mình, không bao giờ nó từ bỏ mình. Và nếu như mà mình biết rồi đó thì cái chuyện đó sẽ không còn là một vấn đề lớn nữa. Chứ không thể mỗi lần nửa đêm mình bị những cái tiền đình của mình nhiều hơn là chúng ta sẽ bị tác động lên cái lòng mặt trận mặt mình càng là nằm giữa để thư tổn thương và suy thận. Và khi chúng ta sờ vào tại cái đầu nó nhẹ nhẹ nha, máu lên được thì nhẹ gì đúng không? Nó nghe thấy cái đầu óc mình nó dễ chịu, nó tỉnh táo, không có lo lắng. Rồi em thấy cái đầu rất dễ chịu. Dễ chịu sau khi dùng đá thấy nó gan thắm thì cơ thể đều rất là thoải mái và kéo tay để đầu nhẹ. Chỗ mà cho động nó nóng nóng lên là nó dễ chịu. Ok, nghe rõ hơn. Nghe rõ hơn, rồi. Dạ, thấy nó nhẹ cái đầu hơn. Dạ. Nó nhẹ rõ, nó nhẹ nhàng hơn. Bớt nào nãy rồi. Gì hả? Sau khi xoa, đàn thì chỉ lên cái sạc quái. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900.
thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.